bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, mà các bạn là kẻ thất bại khi các bạn chấp nhận buông xuôi. Xa khơi nhưng mà trời đang dông bão, vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Khi mà chúng ta vẫn còn đang ngày ăn cơm ba bữa bố mẹ nấu, thảnh thơi có thể là sáng đi học, chiều đi làm thêm rồi về nhà nằm lướt TikTok, thì mấy đứa bạn cùng lớp đã gần như được định nghĩa là chạm đến thành công rồi. Rồi bạn bè trong lớp đua nhau học, được học sinh giỏi này, được học bổng này, học bổng nọ này, đi học thêm đủ thể loại từ năng khiếu, đàn hát, vẽ vời, xong rồi lại có đứa làm hot TikToker kiếm được đấy. Chúng ta rất hay bị thất vọng bởi vì đặt quá nhiều hy vọng vào một điều gì đó. Không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Mình thích câu nói này khủng khiếp vì đơn giản là mình từng đặt quá nhiều hy vọng vào một điều gì đó, nhưng chính cái thứ mà mình tin tưởng nhất ấy lại là thứ gây cho mình nhiều thất vọng nhất. Bất kể khi nào cậu muốn buông xuôi, chán nản việc học hành thì xin hỏi, nếu cậu không học thì mai sau ai mang công việc đến mời cậu làm, ai mang tiền về cho cậu tiêu, ai chăm lo cho cuộc sống của cậu? Có một câu đố vui của Mona Hồng là có làm thì mới có ăn, quả thật là rất đúng đấy chứ. Và quan trọng hơn cả chính là bố mẹ của cậu. Bố mẹ đã đem lại cho cậu những điều tốt nhất, vậy nếu không học thì lấy gì để đem lại cho bố mẹ những điều tốt hơn? Nên là hãy cố gắng chăm chỉ học tập hơn nha. Phạm Băng Băng có nói một câu mà tớ rất là thích, đó là những người nói xấu bạn là những người thua kém bạn, còn những người giỏi hơn bạn ý thì họ đã bỏ qua bạn từ rất lâu rồi. Cuộc đời này phải sở hữu cho mình một vài người ghét mình, đấy cũng là một điều tốt đấy chứ, bởi vì điều đó chứng tỏ rằng 你要的全拿走，把回话讲够，不要在乎感受，体面的用所保留，说过的话当赠品不收。我不必再为你迁就，说一句分手借口，一遍两遍三遍，最后摆空。 Nhiều quốc gia trên thế giới đang đối diện với cơ cấu dân số già và mức sinh thấp, lấy lý do này để phản đối hôn nhân đồng giới. Vậy em ủng hộ hay phản đối lý do? Em ủng hộ hay phản đối quan điểm này và vì sao? Việc một người yêu một người, điều đó quan trọng vào việc là dù dân số đất nước đó là già hay trẻ. Hay là mình nghe thử coi mình thật sự sai không, đúng không? Nếu sai thì mình sửa mình tốt hơn, mình là phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua. Còn nếu không sai thì sao? Rồi không sao hết, người ta chưa thông cảm với mình thôi, cũng không cần phải nổi khùng lên. Cái việc đó, ta nói gì, nóng giận là bản năng nhưng mà tĩnh lặng là bản lĩnh. Quý Phật tử cố gắng. Thật ra cô ngồi đây cô nói những lời này cô có mắc cỡ không? Có những lúc cô cũng đâu có làm chủ được mình. Nếu thật sự hết sân si cô là thắng rồi, cố gắng lên. Những lúc như vậy nhưng mà mình tập, đúng không? Nhất là mấy em nhỏ bây giờ em tập được nhiều, còn lớn mình càng phải tập, tại sao? Đi chung với người nông nổi, đi qua đoạn đường nào cũng thấy trông tranh. Đi chung với người sâu sắc, có đi đến đâu cũng thấy lòng nhẹ tênh như mặt nước. Đi chung với người bất an, có đang ở chốn linh thiêng, niệm trăm bài kinh cũng thấy giông bão bên mình. Đi chung với người an nhiên, có đang ở giữa tâm bão cũng thấy lòng bình yên đến lạ. Có người như sương đêm, đi với nhau càng lâu càng thấy lạnh, cả hai vai ướt lúc nào chẳng hay. Lại có người như tia nắng ban mai, mỗi lần chuyện trò trong lòng cả. Dù sao thì cũng phải ăn cho thật là đau, chưa làm nhưng cũng hẳn là không làm được đâu, cậu có nhớ không? Người như ta sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Nói cái gì vậy? Mới thì có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên làm sao có thể trở thành một người tài giỏi được chứ? Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Nam Bô Long là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Sao lại không chứ? Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Bất kỳ người nào không biết trân trọng để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn thì mãi mãi họ cũng sẽ không bao giờ có lại được cơ hội đó. Đây cũng là hình phạt mà họ phải gánh chịu cho việc đã làm. Baby em như bông hoa, nhưng người hai đâu phải ta. Em vội mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa. Con áp lực lắm, ba mẹ biết không? Đã bao giờ giữa cậu và ba mẹ xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa đến mức mà cậu bất lực, cậu mất kiểm soát và cậu nói ra hết những cảm xúc đè nén bấy lâu một cách thô lỗ, cậu òa khóc rồi bỏ đi. Ba cố kìm nén cơn tức giận, quát cậu ở lại.
Mẹ thì mắt đỏ hoe ngồi im lặng sau khi nghe đứa con nấc lên trong nước mắt. Tất cả những điều khiến con cảm thấy khổ sở từ trước đến giờ đều là vì ba mẹ. Tất cả là vì ba mẹ. Nếu đã không yêu thương con thì đừng sinh con ra trên đời để làm gì. Con ghét ba mẹ. Sau đó là chuỗi ngày kinh khủng khi mà chả ai hé một lời. Không khí nặng nề bao ngập cả căn nhà. Đứa con căm phẫn. 5 triệu chứng phổ biến nhất của nỗ lực ảo. Đó là mua sách về để đầy nhà nhưng không thực sự đọc hết một cuốn nào. Đăng ký rất nhiều khóa học online nhưng tới ngày đi học thì bắt đầu lười lầy và không đi. Hoặc là tải rất nhiều tài liệu lầy máy luôn như khi nào mở ra. Biết rõ là phải học, phải nỗ lực, phải tập trung, phải cố gắng nhưng thôi, nghỉ ngơi chút đi. Và rồi cuối cùng tập thể dục. Tuần 3 buổi yoga, 2 lần chạy bộ, trekking, leo núi, nhiều thuyền các kiểu mà cân nặng vẫn không suy xuyển là bao. Tao là người mà hít thở thôi nó cũng mập. Sau nhiều lần nỗ lực mà vẫn thất bại, bạn sẽ không tin vào chuyện nỗ lực nữa, đúng không? Nhưng thay vì thất vọng tự dằn mình, hãy cảm thông và đối xử một cách từ tốn với chính mình. Chậm lại một nhịp, thay vì cứ sồn sồn lên phải giải quyết liền, ngay và luôn. Ông bà có nói rồi, bạo phát là bạo tàn. Cái gì đến nhanh thì dễ đi nhanh, không bền vững được. Bên cạnh đó, lý do cốt lõi khiến bạn khó có được sự kiên trì đó là bạn chưa hiểu được chính mình. Đa phần bạn làm vì nỗi sợ và sự ganh đua. Sợ chút nào cả. Với bản thân mình thì mình không xem nó là cái gì đấy quá tệ, mà đó còn là một cơ hội tốt để mình học hỏi và hoàn thiện bản thân. Rõ ràng không có vấp ngã thì làm sao bạn biết được mình sai cái gì, làm sao bạn vỡ ra được cuộc đời nó không màu hồng như ta tưởng. Và có phải cứ mỗi lần vượt qua thất bại là bạn lại trưởng thành hơn nhiều không? Điều quan trọng không phải là bạn thất bại, mà là bạn nghĩ gì và làm gì sau thất bại đó. Ở phần sau mình sẽ nói biết một hiệu ứng tâm lý cực kỳ hay.